Lô, xin chào bạn quay trở lại với YouTube của mình. Hôm trước thì mình và anh Sáng có quick review nhanh 3 sản phẩm của nhà Elganso. Và mình có nhận được rất là nhiều những cái inbox hỏi rằng là: anh ơi, anh review cụ thể cái nhà nước hoa này đi, tại vì em là học sinh, sinh viên thì em rất là quan tâm đến độ bám tỏa cũng như là về cái quan điểm cá nhân của anh, tại vì trong cái video quick review chỉ chung chung thôi. Và ngày hôm nay thì đáp ứng nhu cầu của các bạn, mình sẽ review kỹ 3 sản phẩm mà đã từng xuất hiện trong video mình với anh Sáng về cái dòng sản phẩm của Elganso, và chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem là mùi hương này nó có độ bám tỏa ra sao và nó phù hợp với phong cách nào nha. Bắt đầu thôi. Về phần ngoại hình của chai nước hoa này thì chắc là mình không phải nói quá là nhiều, có những cái ưu điểm mình rất là thích. Thứ nhất là chai đơn giản, nhưng mà như anh Sáng nói là trông nó hơi đều. Cái thứ hai đó là cái phần nắp được thiết kế trông rất là hay, có một cái lớp vải cầm rất là thích. Một cái thứ ba là cái phần vòi xịt thì rất là ok. Hiếm có chai nước hoa nào mà rẻ mà có cái vòi xịt tốt như chai nước hoa này. Về phần giá của em nó thì chai nước hoa này nó có cái giá khoảng tầm hơn 1 triệu cho 125ml, 125 chứ không phải 100. Lãi được thêm 1/4 nếu mà mua so với những cái chai nước hoa bình thường. Mùi hương đầu tiên là mình giới thiệu ngoài đó chính là Bravo Monsieur. Đây có thể nói là một mùi clone rất là tốt của Lilabo Santo Baba. Và nếu như bạn nào chưa biết Lilabo Santo Baba thì có thể search ở trên kênh của mình, hoặc là các bạn cần hình dung đó là một cái mùi hương giống như kiểu là các bạn đi vào một cái xưởng gỗ vậy, ngửi những cái mùn gỗ hay là những cái tấm gỗ mà vừa mới được kiểu trà xong, không biết là dùng từ có đúng không. Đó lại là mùi nó y hệt như các bạn đi vào một cái xưởng gỗ. Nhưng mà nếu như giống hệt Lilabo Santo Baba thì người ta sẽ mua trên nước hoa này chứ không phải là Lilabo, đúng không? Các bạn sẽ nhận thấy một sự khác biệt nếu như các bạn ngửi qua Lilabo Santo Baba. Có lại là như mình cảm nhận ý, thì em này nó như kiểu là những cái tấm gỗ mỏng từng ngày này. Còn Lilabo Santo Baba nó là cả một cái thanh gỗ lớn to đùng vậy, để như kiểu thanh gỗ ở đóng giường ấy. Đấy, hai cái hình dung hình ảnh của mình về gỗ ở hai chai nước hoa Lilabo và cái Bravo này nó như vậy. Và cái nét gỗ của Lilabo Santo Baba thì nó có xu hướng dày dặn hơn, sắc nét hơn và khô hơn. Còn ở Bravo Monsieur này thì nó, thứ nhất là cái top note mở đầu thì nó có cam chanh, nên là cảm giác là nó sẽ tươi hơn, nó sẽ sáng hơn và nó sẽ có một cái xu hướng kiểu dễ dùng hơn. Các bạn sẽ, nếu như các bạn khó chịu về Lilabo Santo Baba thì khi các bạn ngửi mùi hương này các bạn sẽ cảm thấy là cái này là một cái dễ chấp nhận hơn so với Lilabo Santo Baba, tại vì cái Santo Baba này nó quá là khô. Còn ở đây thì là như kiểu cái tấm gỗ tươi vậy, ngửi rất là thích. Và nếu như bạn nào đang thích Lilabo Santo Baba nhưng mà không biết là tìm dùng vào dịp như thế nào, hay là chờ mãi mà chưa đến mùa nóng, mùa lạnh, thì các bạn có thể mua em này giá bằng chắc là 1/4 đến 1/5 so với Lilabo. Về cái độ bám tỏa thì em này lưu tầm 8 đến 10 tiếng cũng không phải gọi là quá là tệ. Tất nhiên là nó không thể so sánh được với Lilabo Santo Baba, nhưng mà về cái độ tỏa hương thì nó tầm một cánh tay, rất là ổn, đủ cho các bạn đi ra đường mà được sự thu hút của những người khác. Đó là Bravo Monsieur. Mùi hương thứ hai mình review kỹ với các bạn đó chính là em Part-Time Hero. Mình có một cái rất là hay mới phát hiện ra, đó là mình có thể xịt được cái nắp này để ngửi. Đấy, ngửi trên này. Với cảm nhận của mình thì Part-Time Hero là một chai nước hoa có thể sử dụng rất 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 tốt vào mùa hè. Nếu như các bạn đã quá chán với những cái nốt hương nó có cái xu hướng như là Versace Perfume này, Acqua di Gio này, rồi Bulgari Perfume hay là Atlantic, rồi nhiều ông còn xài cả Dior Sauvage, thì đây là một cái sự đổi gió. Đây là một cái mùi citrus nhưng mà được làm một cách rất là mềm mại. Ngoài cái nét tươi sáng có phần hơi chua ban đầu ra của cam chanh thì nó được làm một cách rất là mềm mại, nhờ thêm một cái nốt hoa hồng, cái bơi hoa hồng ở đây nó làm cho cái mùi hương trở nên rất là mềm mại. Nó làm mình liên tưởng tới những anh chàng kiểu rất là nho nhã, rất là thư sinh, hay là các bạn ăn mặc kiểu style Hàn Quốc ấy. Và những cái bạn kiểu với một cái thân hình nó không quá là to, nó kiểu hơi gầy một tí, và những bạn gầy thì mặc kiểu quần áo rất là đẹp ấy, thì đây mùi hương này. Tóm lại là với cái khuôn mặt kiểu trắng trẻo, nho nhã, thư sinh, để cái mái tóc kiểu 73 hoặc là kiểu bổ ngôn của Hàn Quốc, xịt em này mùa hè hợp vô cùng luôn. Về sau thì em nó lên thêm xạ để trở thành một cái mùi kiểu sạch sẽ nhưng mà nó vẫn giữ được cái nét rất là mềm mại ở trong này. Mùi này thì mình nghĩ là cả nam cả nữ đều có thể xài được, nhưng mà nam thì như mình nói đấy, nho nhã, thư sinh, trắng trẻo, nhẹ nhàng vậy em này. Mà có một cái điều đó là em này lưu ở trên da nó hơi kém một tí, trên da mình chắc là khoảng tầm 4 tiếng đến 5 tiếng, và cái độ tỏa hương chỉ tầm nửa cánh tay thôi. Nó đúng như kiểu là
một cái mùi hương dành cho những cái bạn ở kiểu những cái bạn ở Hàn Quốc ấy. Mình thấy ở bên đấy dùng nước hoa thì thường toàn dùng những mùi nhẹ thôi. À còn thêm một điều nữa, đó là em này thì nhiều người nói rằng là nó giống với chai nước hoa Aqua di Parma Micho à. Thì nếu như bạn nào đã gửi qua chai nước hoa đấy rồi thì các bạn hãy bình luận cảm nhận nhá, xem là chai nước hoa đấy nó có cái nét giống chai nước hoa này mình review không. Và bây giờ đến cái mùi hương mình thích nhất ở trong cái bộ sưu tập này, đó chính là Aftergame. Tôi không hiểu tại sao nó có một cái nét gừng ngon đến như vậy. Hôm trước thì mình cho anh Sáng gửi, thì anh Sáng bảo là nó có nét giống với chai nước hoa Dior Homme Cologne hay là Jimmy Choo Iron Man. Nhưng mà ở đây thì mình cảm thấy là nó lấy được cả hai. Và ở đây ấy, đặc biệt là có một cái bay gừng, cái mùi gừng rất là tự nhiên và rất là sảng khoái. Mình rất ít khi ngửi được một cái mùi gừng nào mà nó cảm giác làm cho mình dễ chịu đến như vậy. Em gừng này thì nó như kiểu là các bạn pha một cốc trà gừng nóng và các bạn cho đá, các bạn uống vào một ngày trời nóng ấy, thì mùi hương này đúng như vậy. Đặc biệt là nó thêm nốt bạc hà làm cho đẩy cái độ tươi mát, đẩy cái độ mát lạnh của mùi hương này lên rất là cao. Và khi mà dry down ấy thì các bạn sẽ thấy rằng bay gừng ở đây nó tạo ra một cái cảm giác rất là dễ chịu, kiểu xả stress ấy. Và nó kết hợp cùng với gỗ, ở đây nó có một cái điều là nó khác với chai nước hoa Jimmy Choo hay là Dior Homme Cologne. Dior Homme Cologne thì nó lên xạ nhiều và Jimmy Choo nó lên cái nốt ngọt, nhưng mà ở đây thì nó kết hợp cùng với bay gỗ. Nó làm mình liên tưởng tới chai nước hoa Cedrat 37 của Lilabo mà mình đã rất may mắn có dịp thử ở trên Island. Chai nước hoa đấy thì ở Việt Nam cũng gần như là ít người có lắm, nhưng mà đấy là một cái mùi citrus kết hợp cùng với bay gừng ngửi rất là dễ chịu. Em này thì nó có một cái nét có chắc là giống khoảng tầm 50-60% cái bay gừng ở đây kết hợp cùng với gỗ. Ui xịt, em này thề luôn ý, phê vãi trưởng thực sự luôn. Mùi này mà các bạn xịt vào ngày hè là một câu chuyện nhé. Các bạn có thể xịt đi tập này, đi tập thể thao các bạn xịt mùi này. Hôm trước thì mình có vào kiểu lúc mà trời bắt đầu kiểu hơi chuyển lạnh nhưng mà nó vẫn có nắng ấy, mình xịt cái mùi này 6 shot và mình đi sang nhà mẹ mình bảo ui thơm hết, xịt mùi gì thơm hết. Xong rồi mình có ngồi cà phê nữa, rất là nhiều bạn bảo ôi anh ơi mùi này của anh mùi gì mà thơm vậy. Tự nhiên kiểu mình có cảm giác là hãnh diện vãi trưởng và cảm giác là thực sự nó rất giống với Lilabo Cedrat 37 ấy. Nên là nếu như bạn nào đang quan tâm đến một cái mùi nó có cái xu hướng kiểu bùng nổ, đúng kiểu citrus bùng nổ rất là sảng khoái, rất là dễ chịu, đặc biệt là với một cái bay gừng. Gừng thì không phải ạm tích mà gừng ở đây nó chỉ tạo cảm giác hơi kiểu cay nhẹ một tí thôi, cay kiểu cay mát lạnh sảng khoái ấy. Thì các bạn có thể mua chai nước hoa này, đây là một chai nước hoa đáng mua nhất ở trong bộ sưu tập này. Đỉnh thề luôn, hè này tôi sẽ bút chai nước hoa này để review các bạn. À đấy, mải khen mà không nói về cái độ bám tỏa. Em này thì tỏa hương rất tốt, tầm một cánh tay đổ về, tức là đúng một cái khoảng cách để có thể nhiễm Covid. Xịt mùi hương này chắc là nó đánh tan Covid luôn. Và cái độ lưu hương của em nó thì cũng rất là ok nhá. Nó lưu ở trên da mình tầm 7-8 tiếng ấy. Phải nói rằng là lâu lắm rồi mới tìm được cái mùi rẻ ngon như vậy. Và vừa rồi đó là cái review cụ thể hơn của mình về ba sản phẩm của nhà Elganso, được rất là nhiều bạn yêu cầu mình review, đặc biệt là những bạn học sinh sinh viên. Ở cái mức giá này thì mình nghĩ là rất là dễ để các bạn học sinh sinh viên có thể mua. Và sắp tới thì chắc là mình sẽ cho 1-2 chai vào trong cái video khách mời là một bạn sinh viên nhá. Và nếu như bạn đã sử dụng qua sản phẩm này rồi thì bạn hãy bình luận ở bên dưới, hoặc là các bạn đang quan tâm thì có thể tham khảo cái đường link phía dưới nhá. Mấy em này ở Việt Nam không có đâu, đảm bảo các bạn luôn. Và đừng quên việc like, share cũng như ấn nút chuông theo dõi để có thể nhận được nhiều video hơn nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.